Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sammā Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sammā Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sammā Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô Tassa. Nam mô Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Ratanata, Ratanata, Tejena, Tejena, Sikame, Sikame, Tuwatanang, Tuwatanang, Tatsabia, Tatsabia, Lupawena, Lupawena, Sahasaye, Sahasaye, Wasenjato, Wasenjato, Cầu xin Tam Bảo Uy Linh. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Thầy Giá, kính thưa toàn thể đại chúng học viên, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 18 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 13, buổi học thứ 32 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô tiểu pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luận Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Hôm nay chúng ta sẽ học về chương thứ 9 của bộ luận thư nội dung vô tiểu pháp, tức là cũng dịch là bộ Thắng Pháp Lý Nhất Luận, do chúng tôi đã dịch. Chương thứ 9 của bộ này giảng giải về phần quan trọng nhất trong Phật giáo, đó là giảng giải về thiền chỉ và thiền quán. Có bao nhiêu loại thiền chỉ, có bao nhiêu loại thiền quán? Thiền chỉ thì có thể chúng ta nói là có tất cả là 40 đề mục. Tùy theo từng loại đề mục mà tu tập theo cái cảnh thiền chỉ thì chúng ta có thể đắc có thiền, có loại không đắc thiền, có loại đắc thiền thứ nhất, có loại đắc thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư chẳng hạn, hay là có loại đắc thiền sắc, có loại đắc thiền vô sắc. Đó là nói về thiền chỉ. Ai tu, người nào có khả năng đắc chứng được thì trong đây phân tích rất là đầy đủ tỉ mỉ chi tiết chúng ta. Bộ thứ hai, phần thứ hai của thiền, đó là thiền quán. Thì trong thiền quán cách tu chứng từng tuệ như thế nào, theo trong 16 tuệ minh quán, cách thức tu như thế nào để chúng ta chứng đắc được những cái loại trí tuệ này, và cho đến chứng đắc được trí tuệ của bậc thánh, bậc thánh Dự Lưu Tu Đà Quần, bậc thánh Nhất Lai Tư Đà Hàm, bậc thánh Bất Lai A Na Hàm và bậc tha thánh Ưng Cúng A La Hán. Ngày nay hầu như là người ta tu tập về thiền chủ yếu là theo thiền tổ hơn là thiền Phật, thành ra chúng ta không có biết, không có nắm được về cách tu tập về thiền Phật như thế nào. Nếu chúng ta tu thiền tổ thì chúng ta thành tổ, còn nếu tu thiền Phật thì chúng ta thành Phật. Ngày nay trên thế giới thì có một cái dòng thiền ở tại Miến Điện gọi là dòng thiền Bảo Ốc. Dòng thiền Bảo Ốc này tại vị trường thiền mang tên Bảo Ốc,
Và cái vị giải thiền ở đó thì người ta gọi là Ngài Bảo Ốc. Và do cách hành thiền đó nó khác hết với những cách hành thiền của chúng ta, thì do đó gọi là thiền Bảo Ốc. Thiền Bảo Ốc này nó khác với cách thiền hành thiền chúng ta là bởi vì ngày nay thì thường thường chúng ta hành theo các loại thiền tổ, thành ra chúng ta không hành theo thiền Phật. Thành ra khi mà hành thiền Phật thì chúng ta thấy nó khác với thiền tổ thì chúng ta hơi thắc mắc, hơi phân vân, hơi nghi ngờ, không biết cái thiền này có đúng là Phật dạy không. Bởi vì từ trước đến nay thì chúng ta nghe các loại thiền tổ thì thiền tổ nào cũng dạy là do Đức Phật cho dạy hết, nhưng quả thật không có tổ nào mà dạy theo như lời Đức Phật dạy trong kinh. Kinh ở đây tức là trong Tam Tạng. Tam Tạng ở đây tức là 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Thì kinh nghiệm tu thiền của Ngài, kinh nghiệm dạy dỗ về thiền của Ngài thì chúng ta không học thì chúng ta không đạt được. Mà ngày hôm nay một số người ta cũng có thể người ta trở về với cái thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy tức là thiền ngày xưa Đức Phật dạy, tức gọi là thiền Phật. Nhưng mà người ta trở về thiền nguyên thủy mà người ta không có học, mà người ta chỉ coi sách thôi, và người ta bắt chước người ta hành theo, người ta cũng không thể nào lãnh hội được những thâm sâu lời Đức Phật dạy rất là sâu xa trong phần đó. Và hơn nữa, Đức Phật dạy đây là không phải dạy về thuần túy và lý thuyết cho chúng ta, để chúng ta học mà để chúng ta nghĩa là gọi là hiểu được cái con đường. Nhưng mà hiểu được cái con đường chúng ta chỉ hiểu trên cái tri kiến của Pháp Phật thôi, mà chúng ta đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Và thực hành chúng ta phải trải qua từng cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy, hay từng cái bài mà Đức Phật dạy, từng cái lớp mà Đức Phật dạy, từng thứ tự mà Đức Phật đã dạy, thì chúng ta mới có thể hy vọng đạt được những gì mà Đức Phật đã dạy, hay chứng được những gì mà Đức Phật đã chứng. Mà ngày hôm nay đó thì dòng Bảo Ốc người ta dạy cho chúng ta theo thứ tự đó, tu tập đó. Và nó có rất là nhiều cái người ta tu tập theo đạt được những gì mà Đức Phật đã dạy, chẳng hạn như vị tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp, chứng vào trú thiền thứ nhất, một trạng thái hy lạc cho ly dục sanh, có tầm có tứ. Thì đó Đức Phật là dạy vị tỳ kheo là ai? Vị tỳ kheo tức là chư tăng. Nói chúng ta nói cho cái dễ hiểu đó. Mà ngày nay mà những vị chư tăng mà gọi là không học được, không đắc được những thiền này, thì chúng ta phải xét lại đang hành theo ai đây? Hành theo Phật thì Đức Phật dạy thì chúng ta tu tập. Sở dĩ mà các vị người ta chê bai cái này, người ta nói cái này là thiền về định, nó không đưa đến giải thoát, thì nói đó lại một cái thiên kiến, một cái chấp kiến, một cái sai lầm nữa. Đức Phật dạy chúng ta về giới, về định, về tuệ. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ năng sanh giải thoát. Mà chúng ta bỏ định mà chúng ta tu tập và để giải thoát thì cái chuyện này chúng ta phải xét lại. Nếu nói mà định mà không cần nữa, giả sử nên đỡ hơn là định đó là không phải Đức Phật dạy là sai, bởi đây Đức Phật dạy. Còn nó định mà không giải thoát thì nếu nói vậy thì tuệ, cái giới nó cũng không giải thoát. Như vậy thì chúng ta khỏi tu tập định thì cũng giống như chúng ta khỏi tu tập giới. Mà người không tu tập giới mà để có định thì điều đó không xảy ra, bởi vì giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Nhất định ba cái lớp này chúng ta phải tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Chúng ta phải tu tập theo lời Đức Phật dạy, chứ không theo lời thầy dạy, cũng không theo lời tổ dạy. Và hy vọng chúng ta có thể đắc chứng được những gì Đức Phật đã đắc chứng, chúng ta cũng mới có thể trở thành bậc thánh, hay chúng ta trở thành Phật và chúng ta giải thoát ngay cái thế gian này, nếu chúng ta thực tâm chúng ta muốn tu tập và để giải thoát. Thì hôm nay sư hướng dẫn cho quý vị về cái kỹ thuật tu tập về cái thiền định, nhất là cái thiền hơi thở. Theo bên dòng Bảo Ốc á, người ta dạy trước mắt là cái thiền hơi thở trước. Khi mà chúng ta tu tập thiền hơi thở, chúng ta đắc tứ thiền, tối thiểu là phải đắc tứ thiền rồi đó. Thì tứ thiền rồi người ta mới dạy tuần tự những cái đề mục khác hỗ trợ cho cái con đường tu tập thiền quán trong cái tương lai. Thậm chí người ta tu tập bát định luôn. Tứ thiền tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của hơi thở, rồi tu tập tiếp tục không vô biên thiền, thức vô biên thiền, vô sở thiền, phi phi tướng thiền, cũng có thể nó bắt được từ cái nguồn hơi thở đi lên. Và sau đó tu tập những cái đề mục để hỗ trợ cho cái con đường thiền định của chúng ta đạt được cái kết quả rực rỡ. Và sau đó là bắt đầu mới dạy cho chúng ta tu tập từng cái trí hay từng cái tuệ, mà ta gọi là tuệ minh quán, hay là cái trí minh quán, hay trí thiền quán mà Đức Phật nghĩa đã dạy, tức là trí tự quán của chúng ta theo tuần tự trong 16 tuệ minh sát. Thì nếu chúng ta hành đúng đó thì cái con đường thánh đạo, thánh quả chúng ta chắc chắn sẽ đạt được ngay trong cái thế gian này, không bao lâu chúng ta sẽ đạt được cái kết quả đó. Thì quý vị nhìn lên trên bảng này, chúng tôi sẽ dẫn chứng và giải thích, cũng giống như hướng dẫn cho quý vị về cái lý thuyết trước về cái phần này. Tại sao chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị nghĩa là cái ngồi thiền. Còn vấn đề mà nội dung về cái thiền định, về thiền chỉ hay thiền quán đó chúng tôi sẽ giải sau. Quý vị nhìn lên bảng. Kinh Tạng tập 5 chương 10.
phần tương ưng nhập tức xúc phân điểm, gọi là hơi thở vô và hơi thở ra. Chúng ta thấy giờ toàn văn chúng tôi sẽ hướng dẫn về toàn văn để cho quý vị nghe hiểu trước rồi. Một thời Thế Tôn trú ở Ichanangala, tức là cái trú xứ đó, do đó bài kinh này đặt tên theo trú xứ đó, tại khấm rừng Ichanangala. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo, tỳ khưu: ta muốn sống độc cư thiền tĩnh trong 3 tháng, không tiếp một ai trừ một người đem đoạn lại. Thì nói theo ngôn ngữ chúng ta ngày hôm nay, tức là Đức Phật nhập thất 3 tháng, tức là chuyên nghĩa là để mà tu tập về thiền đó. Hay là Đức Phật thì không có tu tập về thiền, nhưng mà Đức Phật nghĩa là nhập thiền quả để Đức Phật hướng cái giải thoát lại. Thưa vâng bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn: như vậy không một ai đến viếng Thế Tôn trừ một người đem đoạn lại. Tức là lúc đó ví dụ ai muốn tìm đi nữa thì chờ sau 3 tháng. À, 3 tháng này không biết có phải 3 tháng hạ không thì chúng ta không biết. À, thì coi như Thế Tôn ngồi 3 tháng, còn cái chuyện bên ngoài, tức là chuyện đó do Chư Tăng nghĩa là giảng dạy hai ngày sau là phát hiện ngày một người riêng. Rồi Thế Tôn sau khi 3 tháng ấy đã mãn, từ chỗ thiền tĩnh độc cư đứng dậy gọi các tỳ kheo, tức là trong cái hương thất của ngài: này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi các ngươi với sự an trú nào, này chư hiền Samun Gotama, đó là gọi Đức Phật là Samun Gotama, gọi theo cái họ Đức Phật là họ Gotama, cũng giống chúng ta gọi là cái ông Trần vậy, hay siêu Trần vậy đó, an trú nhiều trong mùa mưa. À, như vậy nói như thế này là có lẽ Đức Phật nhập hạ 3 tháng. An trú tức là lúc đó giờ ở trong chùa thì mình trú với cái pháp nào đây? Trú với pháp học hay trú với pháp hành? À, trú với pháp thành, thì đây Đức Phật trú với pháp thành. Còn ngày nay chúng ta ăn cư kiết hạ đó, gọi là ăn cư kiết hạ thì chúng ta nghĩa là hoặc chúng ta theo học pháp học, hoặc chúng ta theo học về pháp hành chẳng hạn. Còn đây Đức Phật thì không có hành nữa, thì Đức Phật thành, thì Đức Phật cái kết quả thành đó tức là nhập cái thiền quả. À, chúng ta cũng đã nghe qua biết qua. Được hỏi vậy thì này các tỳ khưu, các người hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: với định niệm hơi thở vô hơi thở ra, tức là định niệm nhập tức xúc phân điểm, đây gọi là định. À, này chư hiền Thế Tôn an trú nhiều trong mùa mưa. À, Đức Phật nếu nói theo thông thường chúng ta, Đức Phật còn hành thiền định, nói tiếng theo hành chứ Đức Phật nghĩa là còn nghĩa là nhập thiền định. À, hành thiền ở đây cũng có thể chúng ta gọi Đức Phật hành cũng được, nhưng mà hành ở đây là Đức Phật đã trải qua hết rồi, cũng giống như Đức Phật ôn lại cái phần đã học tập của mình hay là phần đã tu tập của mình. Thế nào là định niệm hơi thở vô hơi thở ra? Đó là Đức Phật mới dạy cho chúng ta thấy. Ở đây tức là chỉ trong cái giáo pháp này thôi, chứ ngoài giáo pháp này nó không có cái thiền này. À, này các tỳ khưu, chánh niệm ta thở vô, chánh niệm ta thở ra. Đức Phật bắt đầu cái bước đầu tiên của cái nhập thiền, hành thiền hơi thở, là đây là cái này gọi là nhập môn của hơi thở, cái bắt đầu tập sĩ. À, chúng ta tu tập hơi thở đầu tiên chúng ta ngồi chánh niệm ta thở vô, chánh niệm ta thở ra, chúng này chúng ta sẽ dạy thiền. Giờ chúng ta đọc nguyên văn trước: khi thở vô dài vẻ biết rõ ta thở vô dài, khi thở ra dài vẻ biết rõ ta thở ra dài. À, tức là nơi đây là không phải vì ấy nữa, mà Đức Phật gọi rằng khi thở vô dài ta biết rõ ta thở vô dài, khi thở ra dài ta biết rõ ta thở ra dài, khi thở vô ngắn ta biết rõ ta thở vô ngắn, khi thở ra ngắn ta biết rõ ta thở vô ngắn. Cảm giác toàn thân ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác toàn thân ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. An tịnh thân hành ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. An tịnh thân hành ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Cảm giác hỷ thọ ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác hỷ thọ ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Cảm giác lạc thọ ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác lạc thọ ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Cảm giác tâm hành ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác tâm hành ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. An tịnh tâm hành ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. An tịnh tâm hành ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Thì đây là nội mà chúng ta mà không hiểu được cái từ ngữ thôi thì chúng ta cũng không hành được. Cảm giác tâm ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Cảm giác tâm ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Với tâm hân hoan ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Với tâm hân hoan ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Với tâm định tĩnh ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Với tâm định tĩnh ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Với tâm giải thoát ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Với tâm giải thoát ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Quán vô thường ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Quán nha vô thường ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Quán ly tham ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Quán ly tham ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Quán diệt tận ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Quán diệt tận ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Quán xả ly ta sẽ thở vô, ta biết rõ như vậy. Quán xả ly ta sẽ thở ra, ta biết rõ như vậy. Tức là 16 cái bước, 16 cái lớp mà tu tập hơi thở tuần tự. Chúng ta bắt đầu nghĩa là tu tập từ cái
cái thở vô dài này đó, là bắt đầu chúng ta tu tập từng lớp, chúng ta phải trải qua từng lớp đó. À, giống như mình nói học ở trường chúng ta phải qua từng lớp, qua từng bài. Còn nếu mà chúng ta chưa qua từng lớp, qua từng bài thì khúc sau này chúng ta không có biết được và cũng không thể hành được, chứ không phải là nói về lý thuyết không. Này các tỳ kheo, nếu một ai muốn nói chân chánh, đây là thánh trú, tức là sự an trú bậc thánh. Đây là phạm trú, đây là sự an trú của Phạm Thiên. Đây là Như Lai trú, tức là an trú của Như Lai hay an trú của Phật. À, tức là chúng ta gọi là thánh thiền, phạm thiền hay là Như Lai thiền cũng được. Người ấy nói một cách chân chánh là phải nói định niệm hơi thở vô hơi thở ra, tức là nhập tức xuất niệm, là thánh trú, là phạm trú, là Như Lai trú. Rồi sau khi mà Đức Phật nghĩa là giảng và giới thiệu cái thiền này, nhập tức xuất niệm cho chúng ta rồi, Đức Phật mới giải tiếp. Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào làm bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, những vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô hơi thở ra và sẽ đưa đến sự đoạn tận của lục đạo. Đây Đức Phật dạy thế nào gọi là bậc hữu học. Bậc hữu học này nó có hai loại, một là phàm hữu học, hai là thánh hữu học. Chúng ta còn phàm, chúng ta chưa có đắc gì còn cái tầng thánh nào hết, thì chúng ta gọi là bậc hữu học là phàm. Phàm hữu học là hữu học cái gì? Học đây là học cái gì? Học đây là học về giới, học đây là học về định, học về tuệ. Chúng ta cần phải học về giới, cần phải học về định, cần phải học về tuệ nên gọi là bậc hữu học. Giới định tuệ là chúng ta cần học đây, chúng ta cần học về lý thuyết. À, lý thuyết không chưa đủ, cần học về pháp học, tức là học về lý thuyết. Cần học về pháp hành, tức là chúng ta cần phải thực tập. Và cần học về pháp thành, tức là chúng ta phải thành tựu và chứng đắc được những gì đó Phật quả thuyết. Đó là nghĩa hữu học. Thì tâm chưa thành tựu, tức là chúng ta chưa thành tựu về giới, chưa thành tựu về định, chưa thành tựu về tuệ. Đang sống cần cầu vô thượng an ổn của các quả, tức là sự giải thoát. Đó thì vị ấy phải tu tập làm cho sung mãn, tức là làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ định niệm hơi thở vô hơi thở ra. Nó khi mà làm đầy đủ rồi, nó mới đưa đến sự đoạn tận của quả. Đó là Đức Phật dạy trước mắt là cho cái bậc hữu học, mà cho bậc phàm hữu học và cho cả bậc thánh hữu học. Tức là bậc tu đồ quần, tức là hàm an na hàm chẳng hạn. Và này các tỳ khưu, những bậc tỳ khưu nào là bậc a la hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành thành mãn, những việc nên làm đã làm, đã đặt cái nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, là đã tận trừ hữu cư xử, chánh trí giải thoát. Tức là đây là bậc tỳ khưu bậc a la hán, được gọi là bậc vô học. À đó, là đoạn tận các lậu hoặc, tức là diệt hết tham sân si, tu hành thành mãn và đạt đến cái kết quả cuối cùng. Những việc nên làm đã làm, tức là những việc cần học đã học, cũng như cần tu đã tu, mà cần trừ đã trừ, cần chứng là đã chứng rồi. Đó là những việc nên làm mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta chưa đạt được, đã đặt cái năng xuống, tức là lúc đó đã được, kiểu như mà chúng ta đã được giải thoát, là đạt đến hữu dư niết bàn, giống như chúng ta đặt được cái gánh nặng xuống. Gánh nặng là gì? Gánh nặng cái phiền não, gánh nặng cái luân hồi, gánh nặng cái pháp bất thiện mà chúng ta chưa có xả ly được. Đó đã thành đạt cái lý tưởng, đó là đã thành đạt được cái mục đích của mình. Mục đích của mình là gì? Tu hành giải thoát, đã tận trừ hữu cái sự, tức là những cái sự nào đưa đến sự sanh tử trong tay, các vị đã đoạn trừ, không còn sanh tử nữa. Chánh trí, tức là đạt đến cái trí của bậc la hán, giải thoát, tức là đạt đến sự giải thoát. Những vị tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô hơi thở ra, tức là Đức Phật dạy rằng ngay cả trong đời hiện tại, vị ấy cũng phải tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô ra này, để ngay trong hiện tại đưa đến lạc trú và chánh định. Ngay trong hiện tại, tức là trong cái đời sống vị ấy còn lại, đưa đến lạc trú, tức là khi nào muốn được nghĩa là an vui thì nhập thiền là an vui nhất. Bởi vì sao vậy? Tức là không giao tiếp với loài người, không giao tiếp với mọi người khác, và chúng ta an trú trong cái thiền, chúng ta hưởng cái an lạc, trú giang là chánh niệm tinh giác và tâm đối chánh niệm tinh giác đối với cái đề mục hay đối với thiền. Đức Phật kết luận này các tỳ kheo, ai muốn nói một cái chân chánh, đây là thánh trú, đây là phạm trú, đây là Như Lai trú, hay chúng ta hiểu một cách khác, đây là thánh thiền, đây là phạm thiền, đây là Như Lai thiền cũng được. Nhưng mà thiền đó chúng ta nói là còn có cái nghĩa là tu tập, mà thánh trú tức là đã tu tập xong. Vì vậy nên sự trú nghĩa là tu tập xong. Người ấy nói một cách chân chánh phải nói rằng định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh trú, là phạm trú, là Như Lai trú. Đó là nội dung bài kinh Icchā Naṅgala mà Đức Phật giải thích trong Tương Bộ Kinh tập 5, phần tương ưng nghĩa là nhập tức xuất niệm và hơi thở ra vô. Đây gọi là Phật thiền. Thì chúng ta ngày hôm nay tu theo cái tổ thiền, thành ra là Phật thiền chúng ta giải rất là xa lạ. Thậm chí đôi khi có nhiều người mà ta nói cái thiền này là thiền của tiểu thừa hay là thiền của gì đó vân vân,
người ta dùng cái lời đó là nó sai, nó không đúng. Mà ngày hôm nay người ta thường ta hành theo tiền tổ, thành ra ta chỉ thành những thành tựu những gì ta đắc, những gì mà tổ đã đắc thôi, chứ ta không có hành tiền Phật, thành ra ta không thể đắc được những gì Phật đã dạy. Đây là nói vòng qua về nguyên nhân, về cái chánh trạng, thì chúng tôi sẽ ngược cho quý vị biết thêm một vài cái phần kinh. Ở đây là một phần trong cái bài kinh Nhập Tức Sức Thành Niệm trong Trung Bộ Kinh, tập 3 mà Đức Phật có thuyết giảng. Thì Đức Phật nghĩa là thuyết giảng thì đây chúng tôi giới thiệu sơ thôi, không cần đọc nghĩa là chính xác nguyên văn. Thì trong cái đoạn văn đầu này này, các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, thế là lúc bây giờ Đức Phật ngồi giữa chư tăng và danh dây 500 vị đó, thì nói trong mới có những vị là bậc a la hán, các lậu đã đoạn trừ phạm hạnh đã thành, cho nên làm đó gặp cái nàng xuống đã thành là lý tưởng tận trụ cái sự chính trí giải pháp đó là có rồi. Trong chúng tỳ khu này đó là những vị mà đặt a la hán, nhưng mà có những vị đắc gì đoạn trừ được năm hạ phần ký sử, tức là nó đó là cái bậc mà đã đoạn trừ năm hạ phần ký sử, là chứng đắc quả nghĩa là bất lai a la hán, được quá sanh, từ sanh lên cõi trời thuộc quả sanh, từ ở chỗ đấy nhập đến bạn tên ngũ tịnh cửu thiên, hoặc là tên cái phạm thiên không còn tới lui này nữa. Hoặc là này, các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những vị tỳ khưu đã đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến hoài nghi giống hữu, đã làm cho muội lược tham sân si, tức là giảm bớt dục ái và sân, là bậc nhất lai tư đại hàm, sau khi sanh lại đời này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau, sẽ chứng a la hán giải thoát. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những vị tỳ khưu đã đoạn trừ ba kiết sử là bậc dự lưu. Đây là mới đoạn trừ ba cái sự thân kiến hoài nghi với cấm thủ chưa, cấm thủ thôi chứ chưa, với dồn dục và ái thì nó chưa được giảm nhẹ, nhưng mà không còn phạm vào về cái ác giới nữa, ác dục nữa, không còn đọa vào ác đạo, tức là không có rơi xuống bốn đường ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ, chắc chắn sẽ được bậc a la hán giải thoát. Đó là những bậc thánh rồi, đó là thuộc về tha, là đây là nếu tính bậc a la hán thì ta gọi là bậc thánh vô học, còn bậc Anaham, bậc Tư Đà Hàm, bậc Tu Đà Quần hay dự lưu Tu Đà Quần này được gọi là bậc thánh vô học. Còn giờ còn lại là phạm vô học. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những vị tỳ khưu những vị chuyên tâm tu tập tứ niệm xứ. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những vị là vị tỳ khưu chuyên tâm tu tập tứ chánh cảnh. Ở đây quý vị nên nhớ, nói theo cái pháp học á, thì chúng ta thấy tứ niệm xứ khác, tứ chánh cảnh khác, tứ dự túc khác, năm quyền khác, năm lực khác, ngũ căn ngũ lực, tất cái chia bát chánh đạo khác. Nhưng mà nói theo cái pháp hành á, cũng giống như pháp hành. Pháp hành á thì chúng ta phải hành tuần tự. Vì vậy nên nhớ đó, thì chúng ta hành tứ niệm xứ rồi thì giai đoạn thứ hai của tứ niệm xứ, giống như chúng ta lên lớp á thì gọi là tứ chánh cần. Giai đoạn thứ ba của tứ niệm xứ là tứ nhị túc. Giai đoạn thứ tư là cái ngũ quyền, giai đoạn thứ năm là ngũ lực, giai đoạn thứ sáu là thất cái chi. Và nếu trong cái giai đoạn thất cái chi này đi đến tận cùng nó là sát giác chi, thì nó tương ứng với cái hành xả trí trong cái tệ quán trí thứ 11. Thì nếu mà lúc mà tới mà cái giai đoạn trí thứ 11 này bị đó mà tu hoài không đắc chứng được đâu đây nó cho gì coi về cái phần đó, để chúng tôi coi cái đoạn gì đã, kinh nó nằm ở đâu, để cho gì coi. Ở đây thì lấy theo 10 cái trí minh quán, trí tuệ quán đó, bắt đầu từ thẩm sắc trí hay là khảo sắc trí, thực nghiệm trí hay gì đó vân vân, tới sanh diệt trí, hoại diệt trí, bố ý trí, quá quản trí hay là tác hại trí, yếm ly trí, dục phát trí, tư trạch trí, hình xả trí, và thuận thế trí. Đó là 10 cái trí tuệ này, là sau khi mà chúng ta tu tập hai cái loại trí đầu, nó còn là hai trí đầu nữa. Ở đây thì người ta giải theo cái thất định, thành ra người ta không nêu trong quần hai cái trí đầu. Hai trí đầu nó là trí gì?
Một là trí danh sắc phân định trí, và cái trí thứ hai đó là gọi là duyên sắc định trí. Ở đây không biết là có 16 trí mình xét ở trong này không, bởi trong đây nó chúng tôi chỉ nêu có một số, chúng tôi chép có một số cái tư liệu thôi, không biết có không. Ở đây quý vị coi cái hình xả trí nè. Thường thiền mà bị thầy mà dạy cho người đệ tử hành thiền tới tu tập đến cái trí này rồi. Trí này để tính theo thứ tự, nó là trí thứ 11 trong 16 tuệ minh quán. Hai cái trí đầu cộng với tới trí này thứ 9 là 11. Trí đầu thì là danh sắc phân định trí và duyên sắc định trí. Rồi khi mà được rồi mới đi tới thẩm sắc trí này, cho đến cái hành thẩm trí 11 trí. Thiền thầy sẽ hỏi nghĩa là con hay là ngươi có nguyện mà trở thành Phật toàn giác hay không? Nếu vì đó có là nguyện thì một thì ông thầy sẽ đưa ra hai giải pháp. Một là nếu mà người mà muốn đi theo con đường Bồ Tát đạo để trở thành Phật, trở thành một chánh đẳng giác trong tương lai thì người nghĩa là tới đây là đủ rồi, không thể nào hành được. Hai, nếu mà người mà muốn mà hành qua giai đoạn này để trở thành thánh, bởi vì sao cái thượng thứ trí này nó tới đạo trí và quả trí, nó chuyển thánh trí và quả trí nó sẽ sanh lên. Thành ra nếu mà người bỏ được cái chí nguyện đó thì người sẽ đắc chứng thành Bậc A La Hán giải thoát. Thành ra là trong hai người chọn. Còn nếu không nguyện thánh đẳng giác, nhưng mà có nghĩa là nó là con không nguyện thánh đẳng giác, vậy người có nghĩa là mà hành sao không được nữa, thì ông thầy hỏi vậy có hành có nguyện về độc giác hay không, có nguyện rồi nó không có rồi có nguyện thượng đỉnh thanh văn hay không, tức là giống như mà đệ nhất trí tuệ đệ nhất thiền thần thông giống ngày Xá Lợi Phất Ngài Mục Ngài Liên vậy, hay có giống như đại thanh văn không, như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài A Nô Lồ Đà, các chiến viên, ngài Tu Bồ Đề, hay là ngài Kiều Trần Như vân vân. Đó tức là có nguyện một cái hạnh nào đó trong tương lai thành với một vị Phật, thì trong đời này không thể nào đắc chứng được, từ ra là bỏ hết tất cả cái hạnh đó và muốn giải thoát thôi thì nó mới tiến lên được. Do đó cái hành xả trí này đó nó tương đương với cái thất giác kia mà chúng ta đã vừa rồi chúng ta còn tu tập bảy giác kia. Còn khi bảy giác kia một qua rồi tới bát chánh đạo. Bát chánh đạo này chơi là từ cái tu đầu quần tới đại hàm A Na Hàm và A La Hán. Thì quý vị biết là khi mà tu tập, mà nếu nói về pháp học thì chúng ta phân tích từng nghĩa là bảy phần của bảy cái 37 pháp đưa đến giác ngộ, 37 pháp đẳng giác này, tức là từ tứ như túc, tứ chánh cần, xin lỗi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ quyền, ngũ lực, thứ chi, bát chánh đạo, bảy phần pháp này. Nếu nói pháp học thì chúng ta thấy nó khác nhau. Còn pháp hành á là nó cũng khác nhau, nhưng mà tu tập tuần tuần từ tứ niệm xứ cho đến cái bát chánh đạo. Còn pháp thành á là 37 pháp này, cộng lại là 37 pháp này hay 7 phần pháp này, nó phải hội đủ trong một cái tâm. Tức là quý vị phải thành tựu hết. Giống như tứ năm xứ là vậy, giống như mà học lấy 7 cái bằng cấp vậy, 6 cái bằng cấp kia quý vị có rồi mới tới bằng cấp này. Hay là 6 lớp kia mới có lớp này. Do đó trong cái sắc na của tâm đạo mà để sắc từ vị não, nó phải đầy đủ cái 37 phần pháp. Tức là chúng ta cộng là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, 4 12 rồi ngũ quyền ngũ lực là 22 rồi thất giác chi, thất chi là 22, 7 là 29, bát chánh đạo 8 nữa là 37 pháp, nó hồi đủ luôn tùy theo. Do đó mà chính vì không hiểu cái này nên cho người ta không có tu tập được. Còn những cái phần tu tập sau là những vị mà người ta chuyên trú về từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, tức là tu tập nghĩa là tứ vô lượng tâm, hoặc là những người đó là những vị chuyên tu tập về bất tịnh, tu quán bất tịnh, hoặc là tu tập về vô thường tướng, vân vân. Rồi cuối cùng Đức Phật mới khuyến khích là trong chúng tỳ khưu này có những vị tỳ khưu là những vị chuyên tâm tu tập nhập tức xuất tịnh niệm. Bởi vì nó đúng ra nó có nhiều loại đề mục mà tùy theo ông thầy thấy được đệ tử hợp với đề mục nào thì nghĩa là ông thầy chỉ dạy. Mà cái đề mục nhập tức xuất tịnh niệm này nó phổ biến hết, ai cũng có thể hành được và rất là dễ dàng. Và đó là hơn nữa, nhập tức xuất tịnh này nó còn được gọi là Như Lai thiền. Bởi sao vậy? Bởi chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật Như Lai gì đều cũng tu tập về cái thiền này hết để mà đưa đến giải thoát. Do đó chúng ta không lấy làm lạ khi Đức Phật mà học thiền vô sở xứ với Alara Kalama, hoặc là thiền phi tưởng vô sở xứ với Ramabhuta. Hai vị này đắc tì đắc được cái tầng thiền tới phi tưởng phi vị tưởng xứ rồi, nhưng mà ngài cũng chẳng thấy, chưa thấy giải thoát. Rồi ngài hành đủ loại khổ hạnh hết, từ cuối cùng mà nó hành khổ hạnh này cũng không đưa đến giải thoát,
Vậy là pháp nào đưa đến giải thoát, con đường nào đưa đến giải thoát đây? Thì lúc bây giờ thế gian nó chưa có pháp giải thoát, tức là chưa có Phật pháp. Thì lúc bây giờ, giờ ngài mới tình ngài mới ngồi ngài nhớ lại, à hồi lúc 7 tuổi ở dưới gốc cây Diêm Phù Đề, à và bắt đầu Đức Phật nghĩ này, à, về cái đoạn văn này thì Đức Phật nói hành phổ hạnh thì này không đưa đến giác ngộ, hay có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ không? À, lúc bây giờ Đức Phật mới nói này ác ký Vesana, Vesana tức là cái gọi theo cái hạnh của ông Sách Tay Cá đó. Rồi ta suy nghĩ như sau, ta nhớ rằng hay ta biết rằng trong khi phụ thân ta thuộc dòng họ Thất Ca đó là ông vua Tịnh Phạn đang cai, ta làm lễ hạ điền, ta ngồi dưới bóng mát của cây Diêm Phù Đề tức là cây tâm, ta ly dục ly pháp bất thiện chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái là do ly dục sanh có tầm của tứ. À, mày nhớ lại cái thiền hơi thở. Rồi trong khi ta ăn trú như vậy, à, thì ta mới nghĩ rằng đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Mày suy nghĩ cái con đường này, nó con đường này con đường nó an tịnh. À, và này ác ghi của Sana hay này sẽ cá tiếp theo ý niệm ấy là ý thức này phở lên cho ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ, tức là cái trực giác này cho biết đây là con đường đưa đến giác ngộ. Thì đây muốn giải thích cho quý vị nghe một cái điểm nữa là cũng quan trọng, là tuy rằng nghĩa là cái thiền mà của phi phi tưởng là đặt đến mức đưa độ phi phi tưởng, nhưng mà cái thiền đó nó không đưa đến giải thoát, bởi thiền đó có lẽ là hành từ cái đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ vàng trắng, hoặc hành từ cái ánh sáng, hoặc từ cái hư không mới đắc được cái thiền vô sở hữu xứ, nó không phải là cái thiền hơi thở. Và thiền hơi thở này nói theo chúng ta theo thông thường thì chúng ta thấy hơi thở vô hơi thở ra, nếu chúng ta thở ra mà không thở vô là chúng ta chết, đó là thấy là cái hiện tượng vô thường, hiện tượng của sự chết, nó khởi từ trong cái hơi thở, là ngài có một cái điểm có lẽ con đường này ngài sẽ tìm ra. Và cái thứ hai nữa, theo cái con đường hơi thở này thì chúng ta mới thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ não và thấy được vô ngã, và hơn nữa cái pháp thiền hơi thở này nó đưa được cái sự an lạc, thì cái trí tuệ nó phải phát sanh lên cái con đường khổ hạnh, không thể nào trí phát sanh được. Còn con đường mà của nghĩa là cái thiền mà chỉ theo nghĩa là đề mục đất nước lửa gió sinh đổi hành trắng, thì cái đề mục đó cũng không có hiểu biết nhiều, không có suy tư nhiều, và cũng không đến đưa đến cái giác ngộ giải thoát nhiều. Mà hơn nữa cái đường này là cái con thiền thì nó đưa đến cái lạc thọ, thì bắt đầu ngài mới suy nghĩ rằng này sẽ chắc cá, dùng cái từ là đổi sách cá. Rồi ta suy nghĩ sao ta có thể chăng cái lạc thọ này, tức là cảm giác lạc thọ, một lạc thọ ly dục ly pháp bất thiện. Bởi thường thường người ta nói là ăn ngon ăn sung mặc sướng là tham, quan hỷ với nó là tham. Thành ra Đức Phật nói cái quan hỷ này nó có phải tham không, thì Đức Phật nói không, quan hỷ này nó thuộc về ly dục. Rồi bởi vì có dục là mới tham, mà ly dục nó không tham, ly pháp bất thiện. Rồi ngài mới suy nghĩ rằng ta không sợ cái lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly pháp bất thiện. Nhưng mà hiện tại nay nghĩa là ngài đã hành không hạnh, thì cái thân ngài yếu ớt quá không được, thì do đó ngày nó nay không thật dễ gì chứng nắng là thọ ấy, với cái thân tình ốm yếu kinh khủng như thế này, vậy ta hãy thọ thực, ta ăn thô thực, ăn cơm lại. Rồi Đức Phật mới ăn cơm lại, là lúc đó coi có nàng xuất cho tay dân cơm sữa. Rồi lúc bây giờ năm vị tỳ kheo này, tức là ngày như đang hầu hạ ngài, với nghĩ ngài thành Phật rồi, mà lúc đó hành khổ hạnh, nhưng mà bây giờ thấy nghĩa là Sa môn nghĩa là mới nghĩ rằng khi nào mà Sa môn Gotama chứng pháp thì nói cho ta biết. Lúc Long Kiều Đằng Dư 16 tuổi đã đón biết ngài thành Phật rồi, mới rủ người bốn cái người bạn đi theo là Kiều Đằng Dư là người lãnh đạo đó, thì nghĩ rằng khi nào mà Sa môn Gotama chứng pháp sẽ dạy lại cho chúng ta giải thoát. Nhưng mà khi mà thấy mà ngài ăn ngay cơm này đó, thì vẻ nghĩ rằng bây giờ ngài đã lợi dưỡng rồi, không còn hành khổ hạnh nữa, ăn cơm sữa rồi ăn cơm ngon nữa rồi còn tham, thành ra mới chê ngài và bỏ nó đi. Nhưng mà thôi, ngài cái đó là quan trọng, ngài thọ thực rồi, nhờ đó mà sức lực ngài phong phục trở lại, ngài mới ly dục đi bắt chứng mà trú thiền thứ nhất, rồi sau ngày chứng trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, rồi sau ngày mới đắc về cái túc mạng minh, ngày nhớ được quá khứ và đắc sanh tử minh, biết được cái tiền kiếp chúng sanh, và cuối cùng là đắc được cái lộ tâm minh để ngày giải thoát. Thì do đó Đức Phật mới nói nhập tức xúc cái điểm này, nhưng mà thở được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn công đức lớn. Đó, nói mà nhập tức niệm là tu tập nghĩa là viên mãn, thì nhập tức sức tức niệm viên mãn, tức là hơi thở viên mãn. Mà tu tập nhập tức sức tức niệm này viên mãn thì bốn niệm xứ được viên mãn. Mà bốn niệm xứ này được tu tập làm cho sung mãn thì khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Đó là tu tập tuần tự đó. Mà bảy giác chi này được chi viên mãn thì làm cho minh và giải thoát được viên mãn, tức là bát chánh đạo sẽ khởi lên, và minh giải thoát nó sẽ được giải thoát. Đó là Đức Phật mới dạy, vân vân.
cho chúng ta về cái bài kinh nhập tức nghĩa là sức tức niệm đó. Rồi bây giờ chúng ta thứ nhất là nói về đạo một hơi thở này, để chúng ta thấy một cái điểm này người ta chưa từng biết được hơi thở này, tu tập theo một cách tổ thiền thì không thể nào đạt được, nghĩa là cái kết quả mà Đức Phật đã nói. Khi hành giả tu tiến nhập tức sức tới niệm định, tức là định, định niệm, hơi thở vô, hơi thở ra như chúng ta học, có 16 điều hay là 16 chặn, theo hơi thở vô dài ra dài gì đó cộng lại thành 16 điều. Thì khi mà tu tập tuần tự từ thấp đến cao như vậy thì hơn 200 trí này, tức là nó chính xác là 220 trí, chúng ta đếm đủ 220 trí là cộng hết mấy số đó ra, đang sanh khởi từ định. Định ở đây gọi là thánh định chứ không phải định đây không phải là cái phàm định hay cái định thông thường mà nó thánh định. Thánh định là nó là gồm có thiền trí và luôn cả thiền quán nên gọi là thánh định. Là trí trong pháp chướng hại nó có 8, trí trong pháp trở thành có 8, trí trong tùy phiền não có 18, trí trong tình quá có 13, trí trong sự tác niệm có 32, trí trong cái khả năng của định có 24, trí với khả năng của minh quán có 72. Yếm ly trí có 8, yếm ly tiền trí có 8, yếm ly sinh năng trí có 8 và trí trong giải thoát lạc có 21. Đây là trích trong bộ Bát Tích Sam Biết Đà Mắt Gá là bộ vô ngại giải đạo mà Hòa Thượng Minh Châu chưa dịch ra. Cái bộ này chúng tôi dịch từ năm là 87 rồi mà đến nay vẫn có chưa in được. Mà trước hết là hồi xưa là thiếu tiền thiếu bạc là để mà in, thiếu phương tiện in, mà ngày nay có đủ phương tiện rồi vẫn chưa in được là bởi vì chưa chỉnh sửa cho nó chính xác. Bây giờ chúng ta vào trong cái bài học về niệm hơi thở này. Niệm hơi thở này chúng ta phải đi từ thấp đến cao, tức là đi tu tập từ nghĩa là định đến tuệ, tức là tu tập thiền chỉ, xong rồi chúng ta tu tập thiền quán. Nói cách khác như là chúng ta phải chỉ trước quán sau, thì trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy là chỉ trước quán sau. Thì chúng ta thấy Đức Phật dạy về cái đề mục hơi thở thì chúng ta cũng đã rõ về cái tứ niệm xứ theo cái phần hơi thở. Rồi chúng ta học như nội dung này cho được. Trước hết á, cái người học niệm hơi thở ta biết phải ra 8 điều bữa trước. Một là học cho biết rõ tánh tình của mình, tánh tham, tánh sân, tánh si. Còn mình nếu mà tánh tham si mình nghĩa là tánh gì đây mình có biết không? Không biết mình là thuộc về tham hay sân si. Và học cho biết rõ cái chất, cái bản chất của mình thuộc về cái loại người nào. Trong cái ba chất là có người chất gió, người chất mật, người chất đạn. Đó phải biết rõ cái cơ thể mình thích hợp. Và học cho biết rõ mùa tiết, mình ba mùa, mùa nóng, mùa mưa và lạnh, thì mùa mình đang ở là mùa nào. Đó thì biết thích hợp của nó. Và học cho biết rõ ba, biết rõ cái chỗ tu. Cái tu này có ba chỗ: rừng, cỏ, cây, mây và trống. Cái điều thứ năm, học cho biết rõ chỗ nơi hơi thở xuất ra chạm, có hai là chóp mũi và mũi trên. Cái ba là học cho biết rõ cái loại hơi thở dài ngắn thô tế. Cái thứ bảy á, là học cho biết rõ cái trọn hơi thở là ba chặn mũi tìm rung. Và cái cuối cùng là học cho biết rõ cách tu tiến hơi thở. Đây là chúng tôi nghe rút cái kinh nghiệm, nghĩa là ra để nghĩa là hướng dẫn cho anh chị biết nắm được hết mấy cái điều này rồi thì bắt đầu tu tập tới hơi thở mà theo trong nghĩa là kinh hay là trong chú giải mà các ngài dạy. Theo tám, và đây là trong dựa theo thanh tịnh đạo, tám cách tu tiến hơi thở tuần tự. Thứ nhất là chúng ta đếm hơi thở. Thứ hai là theo sát cái hơi thở. Cái thứ ba là chỗ hơi thở xuất chạm. Cái thứ tư là giữ cái tướng hơi thở. Và thứ năm là quán tâm tướng. Thứ sáu là ly luân hồi, tức là nó bốn đạo. Thứ bảy là viên tính, tức là bốn quả. Và Vatsana tức là phản quang. Nên đây là cái giai đoạn thứ năm, là tôi bắt đầu giai đoạn thứ năm trở xuống là giai thiền quán. Bốn giai đoạn đầu của thiền trị. Thì nói về cái đầu tiên á, là điểm hơi thở vô ra. Sau khi điểm hơi thở vô ra mà, giống như chúng ta hít vô là chúng ta phải để cái tâm, chúng ta, cái ý chúng ta, cái nhớ chúng ta trụ ngay cái lỗ mũi, để hơi thở vô chúng ta, đây là hơi thở vô là chúng ta điểm 1, ra điểm 1, đó là học điểm hơi thở này, điểm 2 phần, điểm đôi và điểm chiếc. Đầu tiên là vô 1, ra 1, rồi chúng ta điểm tới 10, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Giai đoạn thứ hai là chúng ta 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, chúng ta đọc lùi lại. Rồi bắt đầu chúng ta nghĩa là tới 5, 5 là chúng ta bắt đầu đọc lên. 5 nữa lên 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, thì 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5, mà chúng ta lên xuống vậy. Đó là cách đếm theo hồi xưa. Còn đếm theo bây giờ theo cách mà của bên thiền giả Bảo thì người ta nói là không cần đếm đó, bởi vì đếm đó nhiều khi là người ta dễ thất niệm, tại vì đúng ra cái đó là phải tập trung trí nhớ rất là nhiều. Đó cũng là một cái phương pháp hay,
Nhưng mà bên Bảo thì người ta chỉ dạy thì đếm từ 1 đến 8 thôi. Người ta nói là ý giống như mà tâm luôn luôn là cũng tâm niệm từ bát chánh đạo đến 1 đến 8. Hết thì được lần thứ 2 cũng đến 8, lần thứ 3 cũng đến 8. Đó thì hai cái cách muốn ta hành từ cách xưa cũng được, mà cách nay cũng được, để tùy chúng ta học. Rồi khi mà cái hơi thở mà vô ban đầu chúng ta 1, 1, 2, 2 vậy chúng ta đó là đếm đôi. Nhưng mà chúng ta mà theo dõi một thời gian đó, cái hơi thở chúng ta nó nhanh vậy. À, vô ra rất là nhanh thì chúng ta không còn đếm đôi nữa mà chúng ta ra đếm chiếc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 4 6 gì. Chúng ta đếm một khi hơi thở nó đi nhanh quá rồi thì chúng ta bỏ đếm luôn. Lúc đó cái tâm chúng ta nó tương đối nó có được cái trụ tâm được rồi đó. Tâm tứ chúng ta có rồi thì tâm chúng ta vẫn đặt cái hơi thở mà chúng ta theo dõi cái hơi thở ra vô. Đó là giai đoạn thứ hai là theo sát thì theo bấm theo hơi thở đó. Giai đoạn thứ ba đó thì lúc bây giờ chúng ta mới nghĩa là xem cái chỗ hơi thở chạm á, là về mũi về tim rúng hít vô thì chúng ta giống như chặng đầu chặng giữa chặng cuối đó là hơi thở ở mũi tim rúng và chặng ra là rúng tim mũi thì chúng ta theo dõi nghĩa là cảm giác toàn thân theo cái câu văn Đức Phật cảm giác toàn thân vẽ tới vô cảm giác toàn vẽ tới ra đó. Rồi tới giai đoạn thứ tư đó là chúng ta bắt đầu giữ tướng hơi thở và cái chỗ hơi thở xúc chạm này chúng ta gọi có thể nó là an tịnh thân hành vẽ tới vô an tịnh thân hành vẽ ra cũng có thể kể vào cái giai đoạn thứ ba này. Bây giờ đoạn thứ tư là cái ấn tướng bắt đầu nó sanh rồi thì chúng ta dựa theo đó mà để chúng ta tham thiền nhập định. Ở đây để chúng ta biết thêm về vấn đề mà trong cái chú giải dạy cho chúng ta biết. Sau khi mà chúng ta chọn lựa cái chú xứ mà thích hợp cho chúng ta ba mùa rồi, là ba mùa làm sao? Mùa mưa, mùa nóng, mùa lạnh, tức là tùy theo mà chúng ta nghĩa là chúng ta có thể chọn khu rừng, chọn cỏ trống, cỏ cây gì đó. Thì bây giờ chúng ta xem là về cái khí chất của chúng ta, về tính tình chúng ta. À, về mùa nóng á thì rừng là thích hợp, bởi vô rừng tôi là ngồi nó mát hơn ngoài, có cây nó che. Còn về mùa rét là lạnh á, thì ta ở dưới gốc cây. Còn mùa mưa đó thì chúng ta ở khoảng trống đây tới nhà trống đó. Với người mà đạm thanh, tới người đạm nhiều á, nhiều khi mà đạm nó kéo cỏ thì chúng ta biết rồi, thì ở rừng là thích hợp. Còn dưới người mật thanh, không biết bậc thánh là cái người như thế nào chúng tôi cũng không được rõ trong cái vấn đề này đó, thì ở dưới gốc cây thạch là thịnh đó hả, mật thạch tức là thịnh vượng thì không phải đó. Biết rồi nhưng mà làm sao biết mình con người mặt là bậc cái chỗ nào không được chắc có... người nào mà mặt xanh lè đó là... cái đó mình chưa biết nha, nhưng mà với người phong thành cái người phong thành á thì chúng ta cũng có thể hiểu thì giống như mà cái cũng phong thành là chúng ta hiểu hiểu theo cái thông thường này cũng có thể nói là cái người mà bệnh có nhiều cái phong không thấp gì đó. Tôi nghĩ là cái mật nó tặng là tất nhiên nó làm cái không cái này á cái này có thể trong cái giải nó còn cái chỗ nó giải rõ cho phân tích người mà này còn nếu không có thì cái này là cũng là phụ thuộc thôi. Còn giờ nói về cái tánh nè, cái người tánh si thì ở rừng là thích hợp. Đối với người tánh sân á thì ở gốc cây là thích hợp. Với người tánh tham thì ở trong cái nhà trống là thích hợp. Chúng ta hiểu là người tánh tham là ở chung đừng có cái gì hết, chứ có là họ cứ khởi tham rồi ngó này ngó kia. Còn người tánh sân á thì ở trong phòng nó thực thổi tụt túng, nó cũng bực bội, nó không chịu được. Mà ở trong rừng á thì nhiều khi tánh sân nó hay sợ ma. Thành ra ở trong rừng nó cũng không được. Ở dưới có cây nó cảm thấy nó an toàn. Đó, do đó cái người tánh si này ở rừng thích hợp, là bởi người tánh si bây giờ nên nhớ là tánh si không phải là si mê đâu, mà tánh si người này ít tham và ít sạch, không gọi là người tánh si. Nha, ta không tham là không tham, giờ ta vô trong rừng đi nữa, vô rừng núi hữu tình đi nữa, ta cũng không tham, mà giờ núi hữu tình đi nữa, ta cũng không sợ. Cái người tánh si là cái người nghĩa là hơn hẳn cái người tánh tham và tánh sân, bây giờ nên nhớ cái chỗ đó. Tức là ít cái tham ít sân không gọi người tánh si. Vậy nếu bây giờ mình không có hoàn cảnh để đi vào rừng thì mình... Thì do đó, đây, thì đó là người ta nói, nếu mà gọi là muốn tận dụng hết tất cả cơ hội phương tiện để mà hành cái thiền này nó mau đạt kết quả nhất, thì người ta mới áp dụng nó. Còn không thì chúng ta cứ dụng tâm mà chúng ta hành thôi, thì nó cũng sẽ có một số cái trở ngại, thì chúng ta coi đó là trở ngại nhỏ, chúng ta cố gắng vượt qua. Thấy không? Đó, rồi xong rồi Đức Phật mới gọi là ngồi xuống. Ngồi xuống là khi bắt đầu chúng ta... rồi kiết già, đây là cái bài văn mà Đức Phật nói... vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến ngôi nhà trống và ở dưới gốc bọt cây để ngồi xuống kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt trú niệm trước mặt, thì đây là kiết già đó, thì cái kiết già không được thì chúng ta ngồi bán già. Thì bây giờ quý vị nghĩa là sửa có thể ngồi đi chơi cho quý vị ngồi bao lâu, quý vị nghĩa là ngồi cũng bao lâu thì ngồi thì sắp sửa tới giờ đi với sư rồi. Ủa? Ngồi đây tới lúc sư chay quay lại cũng được.
Lúc ra thì quý vị ngồi chừng khoảng nó tối đa nửa tiếng là quý vị chịu hết nổi rồi. Thì quý vị có thể đặt cái đồng hồ nào đó để quý vị nghe là lưu tâm cho bây giờ nghe là cho quý vị tập cái ngồi cái thế này, quý vị ngồi muốn ngồi mấy giờ sư nghĩa là hướng dẫn quý vị ngồi thì quý vị cứ ngồi đó. À, rồi nghĩa là sư đi. Đi tới tăng, bây giờ tới tăng rồi. Bây giờ hôm nay xin đi sớm, đúng ra là 10 giờ rưỡi mà giờ này là 10 giờ 40 rồi, cũng hơi trễ rồi, chưa tăng chào bữa nay đi chưa tăng nữa. Lát nó xin cho tụi con cái bài của Đức Phật dạy thờ đó. Rồi. Thì bây giờ nghĩa là cái phần này thì có lẽ cũng không cần hồi hướng gì hết, thì quý vị coi quý vị ngồi yên lặng đi. Bây giờ thứ nhất là quý vị sửa cái thế ngồi quý vị. À, luôn luôn nào phải ngồi, quý vị phải lưng phải thẳng. À, mà lưng thẳng bây giờ đó, nếu mà quý vị ngồi có bồ đòn nữa, bồ đòn vừa vừa thôi, cao quá là cũng được nữa. Vừa vừa thì cái lưng, cái xương sống quý vị nó thẳng dễ dàng hơn, không có bồ đòn thì lưng quý vị cũng hơi khó luôn. Cái giai đoạn đầu đó. À, ngồi xuống, à, kiết da, thì đây là quý vị ngồi kiết già được thì tốt, nhưng kiết già nó đau lắm. Còn không được là bán già, có hai cách, bán già là chân trên chân dưới. Thì quý vị muốn chân phải, chân trái gì đó cũng được, không sao. Còn hai nữa chân trong, chân ngoài, đó thì cũng được. À, chân trong chân ngoài, chân trên dưới, nhưng mà chân trên chân dưới đàng hoàng chứ đừng có chéo chân mà nó dướng á, thì nó sẽ ảnh hưởng cái sự tu tập của mình. Còn không ngồi trên ghế chúng ta hai chân chúng ta buông thõng dưới, ngồi ghế cũng được á, ngồi ghế chứ chân có chạm đất không? Hả, chân có chạm đất chứ, không chạm đất thì chân có cô hiêu hiêu nó không được, hiêu hiêu nó động tâm. Chúng ta ngồi đây là kiểu chúng ta lựa một cái thế ngồi để chúng ta bỏ cái xác chúng ta, bỏ thân chúng ta, đừng có bận tâm nữa. Thì cái thân chúng ta phải ngồi theo một cái tư thế được an toàn, à, được là thoải mái. À, thì quý vị ngồi đi, ngồi cái an toàn, thoải mái, chân chúng ta để dòng xanh cho thoải mái. Bởi chân chúng ta nên nhớ, nghĩa là ngồi đây là ngồi bỏ cái thân, bỏ cái xác, bởi cái xác mà chúng ta nó còn vướng, nó còn bận, nó còn cái gì mà chúng ta còn lo đó, thì cái tâm chúng ta nó không có định được, nó bận, nó lo cái đó, tâm nó bắn ra ngoài kia rồi, do đó dính cho đó rồi, do đó chúng ta phải gạt nó qua. Đó là sau khi mà ngồi xong rồi, lưng thẳng rồi, à, quý vị nghĩa là còn thêm nữa cái tay quý vị tùy theo, à, thấy nghĩa là người ta có thể để tay mặt để trên tay trái, à, tay trái để mặt cũng được, nhưng mà thường thường ta là thích là để tay mặt để trên tay trái, hoặc là hai cái tay người ta để người ta trên đầu gối thôi, cái gì cũng được, với ý nghĩa là ta để cho cái phần tay của người ta thoải mái để đừng bị dướng bận vậy. Còn thân người ta ngồi cũng ta không có gồng, quý vị gồng là không được, mà bây giờ để cái thân quý vị ngồi là thoải mái cho cái thân. Sau khi mà siết cái thân mà để thân thoải mái hết trên rồi, giống như mà chúng ta coi bỏ cái thân giống như là ra một bên, chứ thân không bận tâm nó thân nữa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tới cái đề mục, tới bắt đầu cái hơi thở. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó là đặt cái tâm chúng ta hay đặt trí nhớ chúng ta ở ngay cái lỗ mũi, là cái nơi hơi thở vô và hơi thở ra. Nó vô nó cũng vô bằng cái lỗ mũi, mà ra đi nữa nó cũng ra bằng cái lỗ mũi. Thì do đó hơi thở mà nó vô lỗ mũi thì chúng ta cũng không có nên theo dõi, à, không nên nghĩ tới mà hơi thở nó vô nó ở đâu, nó vô tim, vô rúng, vô máu, vô thịt, vô dược cần biết. Nhưng mà khi nó vô nó đầy rồi chịu hết nổi thì nó ra, bắt đầu nó ra từ lỗ mũi. Thì chúng ta nhiệm vụ chỉ đặt ở lỗ mũi thôi. Còn ra khỏi lỗ mũi mà nó đi đâu, nó đi về nhà nó hay đi lên trời xuống đất gì kệ nó, mình không bận tâm, mình chỉ biết nó là có một hơi thở đang ra lỗ mũi. À, thì có hai cái trường hợp mà chúng ta tu tập. Nếu mà cái người mà có định rồi đó thì người ta dễ dàng ta theo dõi hơi thở vô ngay cái lỗ mũi và ra ngay lỗ mũi, tâm ta đặt ngay chỗ đó. Còn nếu mà giai đoạn đầu chưa quen, chưa có định đó, thì người ta phải dùng cái điểm số. Hơi thở vô cái lỗ mũi mà vô đây chúng ta điểm 1, ra chúng ta điểm 1. Và chúng ta ráng chánh niệm, đừng để chúng ta quên chúng ta bỏ, chúng ta làm trở lại. Giống như nếu chúng ta đếm hai cách như là nói là một, là chúng ta đếm từ 1 đến 10, và chúng ta trở lại xuống đến 5, rồi lên đến 10, đi lên đi xuống vậy. Trong chú giải nói rằng nếu mà hơi thở mà quá 10 thì tâm nghĩa là nó đi theo sự đếm, mà hễ mà dưới 5 á, thì nó tâm nó tù túng bực bội. Thì trong cái tay công giới hàng này để mà giữ được trí nhớ nằm trong cái khoảng này thôi, không cho nó vượt qua vài khoảng này, để tập cho cái trí nhớ và tập cái định chúng ta mạnh lên cho cái hơi thở. Rồi sau khi mà hơi thở chúng ta vậy thì chúng ta cứ đặt tâm. Và nên nhớ khi mà đặt tâm vậy thì chúng ta ngó. Ngó đây là ngó bằng cách tự nhiên, chứ chúng ta đừng có nhăn mặt, đừng có nhíu mày. Nhăn mặt nhíu mày thì sau này nó dính một cục ở ngay trán chúng ta, hoặc dính ngay cục cái lỗ mũi chúng ta là nó phiền toái lắm. Nó cũng sẽ sanh bệnh chứ không phải không. Thành ra chúng ta ngồi cái kiểu này giống như tâm chúng ta thư giãn hoàn toàn, không còn nghĩ gì đến gì hết, mà giờ chúng ta nghĩ duy nhất là chúng ta nghĩ đến cái hơi thở đang ra vô ngay cái lỗ mũi. Thì quý vị nghe là để ý theo dõi cái hơi thở, tập vân nữa là một tí đi. Hả? Hơi thở hít vào cho tới khi mà không hít được nữa. À, đây là quý vị nên nhớ là chúng ta đang niệm hơi thở chứ không phải chúng ta luyện hơi thở. Dạ, bởi vậy con. À, thì người ta luyện hơi thở làm sao?
cái cách mà của bên ngoại giáo ngoại đạo hay bên ngoài đó, hít vô cái ta hít bằng cái tâm, ta có control, ta điều khiển, ta hít vô trong cái người ta, rồi hít chừng nào ta hít hết nổi thôi, rồi ta mới nín thở rồi bắt đầu ta thở từ ra hết rồi ta hít vô, thì cái đó ta đang luyện hơi thở. Còn cái này là chúng ta để cái hơi thở chúng ta thở tự nhiên, tuyệt đối chúng ta không điều khiển, không control nó. Nó để tự nhiên nó muốn vô, nó vô, nó muốn ra, ra muốn vô nhiều muốn ra ít thì chúng ta có nhiều vô. Chỉ để ý, coi nó vô, nó ra và nó muốn dài, muốn gắn, muốn gì cũng kệ hết, chúng ta không đừng điều khiển. À, chúng phải khi mà hơi thở ít quá chúng ta là muốn thở cho nhiều, hay là nó sai, hay là hơi thở nhiều quá chúng ta muốn giảm bớt ít, không cần. Tuyệt đối là không có can thiệp cái hơi thở này. Chúng ta phải lưu ý cái chỗ đó mới đúng hành thiền tự Đức Phật. Là chúng ta chỉ là cái tâm chúng ta nó có nhiệm vụ để theo dõi cái hơi thở đang vô, đang ra thôi. Chứ không, tuyệt đối là không có can thiệp cho hơi thở. Nó muốn thở nhiều, nó muốn thở dài, thở ngắn, thở ít, thở nhiều kể nó. Chúng ta biết mà chúng ta theo dõi. À, theo dõi bằng cách nghĩa là xem hơi thở vô ra. Cách thứ nhất, theo dõi bằng cách là chúng ta đếm. À, chúng ta nhớ là vô 1, vô 1, vô 2, đến 2. Chúng ta luyện cho cái trí nhớ chúng ta nó sành theo cái thời gian. Thì đây là điều kiện, cái này là phải là luyện nhiều lần, nhiều ngày. Đó thì cái hơi thở chúng ta mới trụ được. Thì do đó quý vị cái nhiệm vụ chi theo dõi hơi thở vô ra thôi, thì quý vị là cái để ý coi nó vô làm sao. Thì vô bắt đầu thấy vô mà hết nổi rồi, bắt đầu có bụng nó phải ra, ra hết nổi rồi thì bắt đầu nó hết vô và tăng ngay cái lỗ mũi không. Quý vị để ý theo dõi một chút đi. Sư nói lại cái gì mà có nhiều năm giữa năm 10 điếm rồi. Hơi thở vô gì mà điếm 1, hơi thở ra điếm 1, rồi hơi thở vô điếm 2, hơi thở ra điểm hai ngay cái lỗ mũi này. Nó vô cái là quý vị giống như một người đi vô trong làng, chúng tôi đi rồi là có một người, rồi một người ra nữa là một người, đây là điểm đôi, nắm được không? Điểm từ 1 đến 10. Rồi sau lần thứ hai quý vị điểm tới 9 thôi, lần thứ ba điểm tới 8, lần thứ tư điểm tới 7, lần thứ năm quý vị điểm tới 6, lần thứ sáu quý vị điểm 5, lần thứ bảy quý vị điểm tới 6, tức là điểm xuống rồi bắt đầu điểm lên tới 10, tức là điểm lên điểm xuống, điểm lên điểm xuống trong nội đó. Cái tâm chủ yếu để mà theo dõi cái hơi thở nó ra vô ngực mũi bằng cách điếm, để mà giữ tâm, để tâm nó không suy nghĩ, chứ không cái tâm cái gì nghĩa là nó suy nghĩ tùm lum rồi nó chạy ra khỏi được một. Hiểu chưa? Điếm ngược điếm xuôi à. Như vậy để cho nó khó khăn, như vậy để cho mình chú ý vào hơi thở. Điếm từ 10 9 rồi xuống cho 1 rồi bắt đầu 1. Đúng không? Cái điếm thứ nhất là từ 1 ha, là vô 1 ra 1. Thì gì điểm 1 rồi tới 22 33 44 55 66 77 88 99 10 đó điểm lần thứ nhất. Điểm lần thứ hai là 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ta 9 thôi. Lần thứ ba là 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8. Trừ. Thì hiểu gì chưa? Dạ. Rồi khi mà tới số 5 rồi đó, khi mà ta tới nghĩa là 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 là cho ta ngừng. Lần thứ hai là bắt đầu tiếp tục là 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, lần bắt đầu chúng ta lên lần thứ hai 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10, rồi 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 không, tức là đi lên đi xuống trong cái 9 cái 10, tức là từ 10 nó xuống tới 5, từ 5 nó lên tới 10, 10 xuống tới 5, về theo từng tự vậy. Nhớ chưa? Chứ không phải là xuống tới 5 thôi. 5 là ngừng lại rồi lên 6. Không phải là đếm 9. Lên 7 là tăng 9, 9 là thuộc 10 là thuộc lại 9. Không có, cái đó là theo tổ hết. Cái này là theo trong kinh đi. À, rồi. Kiểu gì cứ theo dõi đó đi, lại gì cứ ăn cứ theo dõi cái này cho đến hết tới chừng nào quý vị phải cảm thấy vừa đủ. Thấy thở ra thở vô được thì không cần đếm nữa. Hả? Làm sao? Thấy thở ra mình thấy. Không, quý vị chưa đủ sức đâu, chưa đủ sức đâu. Quý vị phải chừng nào nghĩa là hơi thở quý vị nghĩa là đếm qua cái này hoài đi. Đếm giờ nào hơi thở ra, quý vị mà lên tới nhanh thì quý vị mới bước lên cái bài học thứ hai. Chứ quý vị đừng cái dọa lên. Quý vị mà đừng cái dọa lên lớp, không có lên lớp nổi đâu, quý vị lên ẩu đâu là chết. Đi từng tự đừng có gấp, dục tốc bất đạt. Cái thiền này nó phải đòi hỏi là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều lần. Chứ không phải mà thiền này là muốn cái là nó đạt được đâu, quý vị nên nhớ cái chỗ đó. Đừng có nghĩ là mình đã tiến rồi chưa tiến đâu. Làm sao mà hơi thở nó nhanh cho nó không đếm. Thì cái gì, bây giờ quý vị cứ đếm về cái kiểu đó cho sư đi, giờ đó đếm đi. Rồi thôi nha, về giao quý vị cái hành thiền này về quý vị đếm. Thường mình ngồi thiền có mang mắt kiếm rồi. Hả? Không, bỏ mắt kiếm. Tới lúc mà xả ra thì sao sư? Hả? Tới lúc mà ngưng lại thì cái này xả ra thì quý vị muốn bóp tay bóp chân cái gì phụ thuộc thôi, chứ cái thiền này theo một cái cách của bên Phật giáo không cần thiết đó. Và nếu mà tay chân mà tê quá thì cũng cái sao bóp vài cái cho nó yên đi. Thấy không? Đó thì quý vị có thể dùng cái xả thiền theo thông thường, người ta xả là mình hết niệm nữa gọi là xả. Đó, câu hỏi là cũng đúng rồi, hết niệm
rồi xả thôi, xả cái gì cũng xoa tay chân. Bởi giai đoạn đầu quý vị nên nhớ, tất cả người hành thiền đều trải qua giai đoạn tê chân nhất một, là bởi chưa có pháp. Khi nào mà quý vị mà tu tập mà đến cái pháp hỷ nó sanh lên rồi, cái chuyện này nó không cần thiết này, bỏ luôn cái này cái dướng mày. Thưa sư, còn mắt thì sao ạ? Thì ngồi thiền thì đương nhiên là mắt chúng ta nghĩa là khép lại bình thường, chúng ta về miệng chúng ta ngậm ra bình thường, mà lưỡi chúng ta cũng cần co lên co xuống, cái kiểu mà ta luyện của cái luyện tinh qua cái khí, luyện khí quá thần là hư của một số tổ hay bên cái tu tiên, mình cái luyện ngậm miệng bình thường thôi, giống như cơ thể mình bình thường, mình ngậm bình thường, mắt mình cứ nhắm bình thường vậy, là không có để ý gì hết, bỏ cái xác thân mình thôi, xong việc giống như tôi bỏ qua không để ý cái thân nữa, vậy là được chưa? Công sư ông thiền lâu không có nội công ở đây. Thôi giờ đừng có bỏ cái thiền đó đi, bây giờ mình lo hành cái mình đi. Còn cái chuyện đó muốn nói thì để vậy việc khác đó. Thưa sư, con xin nhắc lại cho con, tức là nếu mà đếm từ 11 cho tới 55, xong bắt đầu lên 11 xong lên tới 66. Xong lên dần tới 99. Tới 10. 10 xong lại chơi. Rồi mới xuống. Xuống là bắt đầu xuống 9, rồi tới 8, 7, 6, 5, tới 5 6, 7, 8, 9, 10, cái lên gì lên xuống vậy, để cho tâm mình nó nhớ. Còn nếu mà chúng ta thấy rắc rối quá thì chúng ta muốn dễ thì nó được cái này, nó mất cái kia, dễ là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, lần thứ 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, hoài. Đó là cái điểm số là 1, 8 đó. Dạ, cảm ơn sư. Có người đón thầy đi đưa thầy về chứ? Hôm nay cô đến rồi, từ hôm nay này đây. Cô này cô đến từ mấy giờ đây? Cứ hành thiền đến mấy giờ thì đó do cô Trí Minh nha. Cái đó là khuyến khích tự xong rảnh là chúng ta ngồi tới ngồi thiền. Chúng ta muốn sau khi mà ngồi thiền khoảng nửa tiếng đồng hồ thì tập nửa tiếng đồng hồ thôi. Đó thì chúng ta có thể đi tới đi lui thì sao, đó là rồi bắt đầu rảnh nữa là thì từ đây đến chiều gì cứ ngồi cái nửa tiếng đồng hồ hoài vậy. Sư, như vậy lớp từ 3 giờ tới 3 giờ vẫn còn có tiếp. Rồi, cảm ơn sư. Ăn xong ta đi, ta cũng ngó cái hơi thở, ta đi từ từ, ta ngó cái hơi thở người ta đi vậy. Thưa sư, ăn xong rồi đi kinh hành một tiếng hay là không thì đó thì ăn xong ví dụ muốn nghỉ nửa tiếng gì cái đó tùy mình sắp xếp thời gian đó, không nhất định. Còn ở mà thiền viện là ta cho mình nghỉ một tiếng hồi xong bắt đầu mới bước vô hành. Yeah, okay.